Chiều nay, đoàn công tác số 1, đoàn giám sát việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 đã có buổi làm việc với huyện Chư Pa, tỉnh Gia Lai. Chủ tịch Hội đồng dân tộc Y Thanh Hà Nia Cơ Đăm, Phó trưởng đoàn giám sát làm trưởng đoàn. Huyện Chư Pá có 26 dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn. Đến cuối năm 2022, tổng số hộ nghèo của huyện là trên 1.800 hộ, chiếm tỷ lệ 8,94%. Tỷ lệ giải ngân vốn trong năm ngoái của cả 3 chương trình mục tiêu quốc gia đạt 48,17%. Năm nay hiện mới giao vốn, chưa thực hiện được giải ngân. Tại buổi làm việc, đoàn giám sát đề nghị đánh giá kỹ hơn về việc thực hiện lồng ghép 3 chương trình mục tiêu quốc gia, phân bổ vốn chậm, giải ngân thấp, năng lực thực hiện của các xã. Với những cái thông tin mà trong báo cáo cũng như là cụ thể hóa ví dụ như này thì chúng tôi cũng sẽ có thể đề xuất được những cái kiến nghị và những cái giải pháp hữu hiệu để triển khai có hiệu quả hơn các cái kết quả của các chương trình mục tiêu quốc gia thời gian tới. Thì tại trang 24 trong cái phần thứ 3 của đánh giá chung thì trong báo cáo thì rất là rõ liên quan tới cái việc là cái nguồn kinh phí của các chương trình hiện nay thì cũng có thể là được đánh giá là chưa đáp ứng được cái nhu cầu so với cái mục tiêu đặt ra của cả ba chương trình và cái lượng vốn thì nhỏ, không tương xứng được với những cái mục tiêu và nhiệm vụ. Số cái dự án công trình thì giao về cho cấp xã làm chủ đầu tư, cho nên là mong muốn là chỉ đánh giá thêm là cái năng lực của cấp xã trong cái việc mà làm chủ đầu tư các cái dự án để làm sao chúng tôi mong muốn là những cái dự án đó là với khả năng của xã thì có đáp ứng yêu cầu cái nhiệm vụ của công việc đặt ra hay không. Việc phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững cũng được các đại biểu đặc biệt quan tâm. Trong cách tiếp cận của chúng ta để chúng ta xử lý để đào tạo nâng cao để cho người dân có sinh kế thì cách tiếp cận của xã của huyện để đào tạo nghề cho người dân có nghề để sinh sống đấy. Mà nhất là ở đây đồng bào chúng ta được một chế độ mẫu hệ và nghề nghiệp chủ yếu là phụ nữ, đa dạng hóa sinh kế cũng nghĩa là nâng cao cái đời sống của nhân dân. Mà với đặc thù của chúng tôi thì cái cây chúng tôi là không thể nào là làm cái cây ngắn ngày để mà quá nghèo ngay được, mà nó phải có cái lộ trình. Lộ trình thì từ năm nay là phải bao nhiêu sang năm bao nhiêu và vốn phải cố định, phải có cái ấn định. Chứ còn là bây giờ mà phân bổ vốn mà cứ mỗi một xã bao nhiêu thì chúng tôi cũng không thể nào lấy được, thì cũng loanh quanh luẩn quẩn. Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng dân tộc Y Thanh Hà Nia Ca Đăm đề nghị huyện Chư Pá hoàn thiện báo cáo, có đánh giá thẳng thắn về tính phù hợp của chương trình, các tiêu chí thực hiện việc lồng ghép 3 chương trình mục tiêu quốc gia, đồng thời tăng cường bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Trước đó, đoàn giám sát đã đi khảo sát tại hai xã Ia Creng và Đắc Tơ Ve, đã trao tặng 2 phần quà cho 2 xã, 30 phần quà cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện.